Chào tất cả mọi người nhá. Hà tên là Trần Thị Thu Hà, đại lý của Cốc Nguyệt San Simbel tại Hà Nội. Hôm nay Hà sẽ giải đáp một số cái thắc mắc của chị em phụ nữ về Cốc Nguyệt San Simbel mọi người nhá. Cái câu hỏi đầu tiên của chị em phụ nữ, rất là nhiều chị em phụ nữ hay hỏi, đó là khi ta đã đặt vòng rồi thì tao có sử dụng được Cốc Nguyệt San Simbel không? Câu trả lời của Hà là có mọi người nhé. Bởi vì là cái khi ta đặt cái vòng ấy vào cái lỗ tử cung ấy thì nó không liên quan gì thì đến cái cốc nhá. Cái cốc nó hứng cái lỗ tử cung cho nên nó không ảnh hưởng gì. Và câu trả lời là dùng thoải mái nhé. Hà bản thân Hà đã đặt vòng được 3 4 năm rồi. Và Hà cũng dùng cốc nguyệt san hơn 2 năm rồi. Mọi người nhé. Mọi người dùng thoải mái. Câu hỏi thứ hai đó là khi ta đi vệ sinh thì ta có phải tháo cái cốc nguyệt san đó ra không? Câu trả lời là không mọi người nhé. Bởi vì là cái niệu đạo với cả cái âm đạo nó là hai cái bộ phận cơ thể khác nhau. Cho nên mọi người dùng thoải mái nhá. Câu hỏi thứ ba là rất là nhiều chị em nói là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, sao nhìn cái cốc nguyệt san nó to thế kia thì làm sao mà cho vào âm đạo được? Câu trả lời của Hà là cho một cách rất là dễ dàng luôn mọi người nhé. Bởi vì là cái cốc nguyệt san nhìn nó to như vậy nhưng nó làm bằng cái silicon y tế. Cái silicon mà dùng để thay van tim nhân tạo ấy, nó nằm trong cơ thể người 10 năm, 20 năm được mọi người nhé. Và khi ta gấp cái cốc nguyệt san vào thì nó rất là nhỏ, ta đưa vào rất là đơn giản, với cả cái âm đạo của chị em phụ nữ Việt Nam, phụ nữ chúng ta nói chung ấy, nó hay, nó rất là hay. Bởi vì là gì? Khi ta đến kỳ kinh nguyệt ý, thì cái ống âm đạo nó nở ra. Đó, nó nở ra rất là to để nó đưa hết cả các chất nhầy rồi là các kinh nguyệt ra ngoài. Thế cho nên là nó nở ra khi đến hết kỳ kinh nguyệt nó lại co vào như bình thường. Cũng giống như là chị em ta sinh nở ấy. Một em bé 3 4 cân chúng ta có thể đưa ra được. Thì tại sao một cái cốc nguyệt san nhỏ như vậy ta lại không dám đưa vào? Đúng không mọi người? Đó, mà cái cốc nguyệt san Simbel này này là do người Pháp người ta sáng chế ra, nghĩa là người ta bỏ rất là nhiều chất chất xám ra để nó người ta suy nghĩ ra tạo ra một cái cốc để dành cho cái âm đạo như vậy. Thì tại sao chị em phụ nữ chúng ta lại không dám dùng? Đúng không nào? Đó, cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba là như vậy. Thì mọi người ơi, cái cốc nguyệt san này Hà đã sử dụng và cảm nhận rằng là nó rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Khi ta dùng cái cốc nguyệt san này rồi ý, ta không muốn quay lại dùng băng vệ sinh nữa đâu mọi người ạ. Nhìn thấy cái băng vệ sinh là như là kẻ thù luôn. Đó là cảm nhận của Hà và Hà nói thật với mọi người. Và cái đặc biệt mà Hà cảm nhận rõ rệt nhất đó là nó giảm đau bụng kinh. Giảm rất là nhiều luôn. Trước Hà bị cái ngày đầu tiên Hà đau, Hà phải nằm một chỗ luôn ấy. Bây giờ ngày đầu tiên vẫn đi tập thể dục bình thường luôn, tập gym như bình thường mọi người nhá. Chia sẻ thực sự của Hà đó. Và Hà thấy cái cốc này nó là quá tốt luôn nên Hà mới quyết định đi kinh doanh và để chia sẻ đến các chị em, để cho chị em biết được những cái điều cái công nghệ hiện đại như thế này và mọi người nên sử dụng. Mọi người có nhu cầu sử dụng hoặc là có những cái câu hỏi nào liên quan đến cốc nguyệt san mà vẫn còn phân vân chưa dám sử dụng thì hãy inbox ngay cho Hà hoặc gọi điện trực tiếp cho Hà số điện thoại 091 339 7786 mọi người nhé. Hãy đăng ký kênh YouTube của Hà để nhận được cái thông báo sớm nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.